độ thu về, khi cờ đỏ sao vàng bay rợp các con phố, niềm hân hoan chào đón mùa thu cách mạng, mừng Tết độc lập lại rộn ràng trong trái tim của hàng triệu người con đất Việt. Hòa cùng niềm vui ngày Quốc khánh, tháng 9 vẫy chào tri thức trong tiếng trống ngân vang của ngày khai trường. Lớp lớp học trò háo hức bước vào năm học mới với bao niềm tin và ước vọng. Năm học 2024-2025 là năm học đặc biệt, đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 và tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là năm học đánh dấu những đổi mới quan trọng trong nền giáo dục Việt Nam. Một trong những điểm nhấn chính là chương trình giáo dục phổ thông mới. Với sự chú trọng hơn vào việc phát triển kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo và khả năng tự học của học sinh sẽ được triển khai ở tất cả các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12. Mùa khai trường đang đến. Hai tuần nay, các em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu làm quen với tiếng trống trường, làm quen với lớp học, trường học của mình. Một ngôi trường mới, thầy cô mới, với những người bạn mới. Cảm xúc háo hức. Tôi cũng cho các con là làm quen và giới thiệu tên tuổi của các con. Và hôm nay thì các con cũng đã làm quen được với môi trường tiểu học và đã đến rất là đầy đủ và hăng hái khi bắt đầu vào lớp 1. Năm học này, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Để thực hiện tốt mục tiêu này, đòi hỏi mỗi giáo viên phải tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức dạy học. Vì vậy, ngay từ trong hè, 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được tham gia các buổi tập huấn chuyên môn. Cô giáo Lê Thị Lan Hương, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Tuyên Quang, nhiều năm được phân công làm báo cáo viên ở các lớp tập huấn môn ngữ văn. Với kinh nghiệm cũng như năng lực của mình, cô Hương đã cùng các đồng nghiệp xây dựng kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, khung kế hoạch giáo dục môn học và kế hoạch bài dạy của giáo viên. Chúng tôi cũng đã đưa ra những cái khó khăn vướng mắc mà trong quá trình thực hiện là 3 năm ấy, của lớp 6, lớp 7, lớp 8 để cho các học viên có thể thảo luận. Và chúng tôi có những cái vấn đề giải đáp thì chúng tôi sẽ cùng nhau giải đáp để có những cái sự thống nhất chung cho bộ môn ngữ văn toàn tỉnh. Và trong quá trình giảng dạy thì chúng tôi cũng đã trao đổi để đưa ra những cái phương pháp dạy học tích cực nhất dành cho học sinh để làm sao mà đáp ứng được cái chương trình, mục tiêu chương trình của giáo dục phổ thông mới để phát triển cái năng lực phẩm chất cho học sinh. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tổ chức 56 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho trên 2.100 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 11 môn học. Dựa trên mục tiêu tổng thể của chương trình giáo dục phổ thông 2018, mỗi trường học sẽ linh hoạt xây dựng kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, khung kế hoạch giáo dục từng môn học và kế hoạch bài giảng của giáo viên phù hợp với điều kiện của đơn vị. Được bồi dưỡng chuyên môn sẽ giúp các thầy cô giáo tự tin hơn, nắm vững phương pháp dạy học mới, từ đó áp dụng hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Khi mà tập huấn như vậy thì sẽ xây dựng được một cái chương trình thống nhất chung và khi trở về trường thì chúng tôi có cái sườn để chúng tôi thực hiện, có cái định hướng để chúng tôi thực hiện thì sẽ tạo cái sự thuận lợi cho chúng tôi rất là nhiều. Sau khi được tập huấn về thì mình sẽ áp dụng vào những cái mình đã tập huấn ở dưới sở tổ chức và sau đó là về ở trên phòng sẽ thống nhất về ví dụ như là xây dựng một cái kế hoạch của phụ lục 1, phụ lục 3 và phụ lục 4 là phải thống nhất thêm một lượt nữa về theo từng huyện và cả từng trường nữa. Các trường học đã chủ động, linh hoạt
xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm cho cán bộ quản lý giáo viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Ưu tiên lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn, kỹ năng tốt, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp thu và áp dụng tốt các phương pháp dạy học mới để đảm nhiệm giảng dạy. Khuyến khích giáo viên nâng cao tính chủ động sáng tạo, sự trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp dạy học mới. Nhà trường cũng được phân bổ số lượng các thầy cô giáo có chất lượng chuyên môn tốt, và đặc biệt là đội ngũ ban giám hiệu của nhà trường và các thầy cô giáo trong nhà trường có một tinh thần đoàn kết rất là cao. Và khi phân công nhiệm vụ thì đều lựa chọn những cái giáo viên có những cái năng lực chuyên môn đúng với phù hợp với cái năng lực chuyên môn và tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy cô khi lên lớp. Cùng với bồi dưỡng năng lực chuyên môn, giáo viên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ở các bộ môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành khảo sát năng lực chuyên môn trong tháng 8 vừa qua. Đây là năm thứ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tổ chức khảo sát năng lực chuyên môn. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để các cấp quản lý nắm được năng lực chuyên môn của giáo viên để có các giải pháp chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cấp học. Chúng tôi cũng còn phải tích cực học tập nhiều hơn nữa, trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa để đáp ứng được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua những cái buổi khảo sát này thì cũng để cho giáo viên thứ nhất là tự đánh giá lại bản thân mình, thứ hai là sở cũng đánh giá được về cái năng lực chuyên môn của giáo viên tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở. Trong giai đoạn tiếp theo thì Sở Giáo dục cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cái kỳ khảo sát để nhằm giúp cho các thầy cô giáo sẽ có cái kế hoạch để tự bồi dưỡng chuyên môn cũng như là tham gia các cái kỳ tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do Sở Đào tạo phối hợp với các đơn vị tổ chức. Năm học này, hơn 600 học sinh con em các dân tộc trên địa bàn xã Tú Thịnh cũng như các xã lân cận được học trong những lớp học mới khang trang. Có được ngôi trường trong mơ chính là điều kiện thuận lợi để thầy và trò thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. Thì rất là phấn khởi, vui mừng được sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là ngành Bộ Tài chính, có một cái cơ ngơi để cho các con được học tập, được tổ chức các cái hoạt động đầy đủ và chất lượng như thế này. Năm học mới, thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học cơ sở Minh Thanh, huyện Sơn Dương vô cùng phấn khởi khi được Bộ Công an xây tặng hai dãy nhà 2 tầng khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy học. Đón nhận món quà ý nghĩa ấy, thầy và trò quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng mái trường ở vùng quê cách mạng này trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh nhà. Chúng tôi kỳ vọng là con em là được trường mới thì học mỗi ngày một tiến bộ và sẽ trở thành những người có ích cho đất nước ạ. Năm học mới sắp đến, bản thân em đã chuẩn bị đồ dùng học tập và đồng phục và mong muốn đến ngày khai giảng để được học tập ở trong môi trường mới ạ. Ngôi trường cũ thì cũng xuống cấp và nay được Đảng cũng như nhà nước như là Bộ Công an đầu tư quan tâm xây dựng được ngôi trường rất là mới và khang trang, đầy đủ về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Thì trước thềm năm học mới cũng như là các năm học tiếp theo, thầy và trò nhà trường cũng tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Toàn tỉnh có 456 trường học, gần 7.500 lớp, 226.000 học sinh. Trong đó, cấp mầm non có 152 trường, cấp tiểu học có 121 trường, cấp trung học cơ sở có 148 trường, cấp trung học phổ thông có 35 trường. Trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh giao kinh phí mua sắm thiết bị dạy học mầm non, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5, lớp 9 cho các huyện, thành phố. Một số địa phương đã chủ động bố trí ngân sách để phục vụ cho năm học mới, cũng như sử dụng các nguồn vốn để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới phòng học bộ môn cho các trường.
Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp học đạt 68%. Các huyện, thành phố đã đưa vào sử dụng 455 phòng học bộ môn, cải tạo sửa chữa 151 phòng học bộ môn, xây dựng bếp ăn, phòng ở bán trú và các công trình phụ trợ. Ủy ban dân huyện đã ban hành các cái văn bản để chỉ đạo, mà cụ thể ở đây là tập trung vào cái việc đảm bảo cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên cho các trường và công tác đảm bảo cơ sở vật chất, các trang thiết bị đồ dùng dạy học. Rà soát từng cơ sở giáo dục về số lớp, số học sinh và cái nhu cầu về số lượng giáo viên ở từng trường. Huyện cũng đã xây dựng cái kế hoạch để điều động, để tiếp nhận giáo viên giữa các trường thuộc huyện quản lý, để tránh cái tình trạng thừa thiếu cục bộ. Với chủ đề năm học 2024-2025 là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Năm học này, các em học sinh sẽ được trải nghiệm những phương pháp học tập mới mẻ hơn, không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức mà còn được khuyến khích khám phá, sáng tạo và tự mình thực hành. Từ việc áp dụng công nghệ trong giảng dạy đến việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp các em không chỉ học để biết mà còn học để làm. Chúng tôi sẽ tổ chức rà soát lại toàn bộ các cái chỉ tiêu, mục tiêu của các nghị quyết, đề án, kế hoạch. Sau đó sẽ đưa ra các cái giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện, đảm bảo đạt và vượt các cái mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Thứ hai là sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Ngay từ đầu năm học thì các trường sẽ tổ chức tư vấn và hướng dẫn cho học sinh lựa chọn các môn thi phù hợp với năng lực sở trường của các em. Đồng thời cũng sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các em để đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Bên cạnh đó thì toàn ngành sẽ quyết tâm, kiên trì thực hiện cái mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu duy trì trong top 5 khu vực các cái tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về chất lượng giáo dục đào tạo. Mỗi năm học mới là một hành trình mới, nơi mà thầy cô giáo, các em học sinh và cả phụ huynh đều cùng nhau vượt qua những thách thức để đi đến thành công. Năm học 2024-2025 với nhiều điều mới mẻ, hứa hẹn sẽ đánh dấu một bước phát triển mới.